Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay sẽ có rất là nhiều ạc cực kỳ ok luôn. Đến với cái ạc đầu tiên, đặc quyền VIP 5 level 78, KD 0.79 và hạng mục 7644 kill. Ác 2 server nhé, nhưng mà Android ngon hơn và giá thì hơn 200k đó. Vừa cũng nghe anh em chơi, 1451 bit này. AWM Inferno Dragon, 3Z Bon Beat, 3Z Transformer, LVK level 1, level 2, DE Bon Beat, trận chiến thì có cây Kuri Beat này. Đấy, anh em là bắn với 3Z rất là ngon. AK bá tước, AK47 Nobel Dragon, AK47 Grip, UD bá tước, Mouser Nobel Dragon, Alaconda, DCACA Nobel Dragon. Nói chung là vậy thì rất là nhiều súng mới ở server Android, như AK47 SSS này, M4A1 SSS, trực ca, lỏ CB Transformer, X2 lỏ luôn. Và lỏ thì 2 viên thôi, EIF Phonic, M4 băng. Đấy, rất là nhiều súng tím nhé anh em nhé. AK M4 QBZ, Dua Team B Royal Dragon, Chẻng Tết Nguyên Tiêu, AK M4 Fantasy, AWM giải đấu Hàn này, Jacking Bull, 3Z đen cũng có nhé. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay, Aoi, Jose và con Sadao vòng con bít mới, 15 đá thức tỉnh thông sơn. Nhân ngắm kẻ địch hiện HP, 2 dòng 4 sao và 1 dòng 5 sao, cũng rất là ngon. Thiên phú thì được khoảng 70% nha anh em nhé. Đấy, vòng quà thì vòng M4 còn 5 ô nữa. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc số 2 nha anh em nhé. Thì tôi sẽ sâu lại thôi. Cạc level 75, KD 1.49 nhưng mà đặc biệt là VIP 0 nha anh em nhé. Cực kỳ chất luôn. KD 1.13.000. Đấy, hạ gục 13.000 kill. Còn 362 kim cương. Hơn 100k thôi, M4A1 thiên sứ, VIP 0 nha anh em nhé, AL94. Đấy, VIP 0 mà có 3Z Aura là rất là chất luôn, 3Z Aura, dìu xanh này, AK thì có AK Zusa, nói chung là đầy đủ AK M4 3Z, DCAC Lobel Dragon, một cái móng rồng, AK Hùng Công, AWM đổi su, quắm, DE, các kiểu, nói chung là súng tím cũng khá, Kuriwaya Dragon, AK M4, AWM, AKSS, súng trắng cũng rất là nhiều cho anh em luôn nhé. Hai cái sẻng đi phong quả mốc vĩnh viễn, nhân vật thì có con rốt vĩnh viễn thôi, có nhẫn ngắm kẻ địch không, nhẫn thì hai dòng 3 sao 1 dòng 5 sao ấy. Chưa xảy ra dòng ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì được khoảng 80-90% lên vào 75 à hai server. Và tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc tiếp theo nha anh em. Đặc quyền VIP 7 level 100, KD 1.58 và hạ gục 19.000 kim, còn 611 kim cương anh em mua thẻ đổi tên. Server US nha anh em nhé, Android thì không ngon bằng, full 3 vòng và giá có team B nhé, giá dưới 1 triệu luôn, cực kỳ ngon cho anh em. AK Transformer, AK Ring Full, AK 47 VIP này, 1451 Transformer, 14 Bon Beat, 14 Beat, 14 Thiên Sứ, 14 Enzo X2, 3Z Bon Beat, 3Z Aura X2, nói chung là để ép đạn lỏ thôi. Tôi nhầm nha, này hơn 500 không có team B đâu. X2 DE Bon Beat, dìu VIP này, Kuri Beat, Katala VIP, sẻng Bon Beat, AK bá tước, AK Zosa X4, AK47 Nobel Dragon, hơn 500 nha anh em nhé. Này thì full gần 5 vòng cơ, lỏ CB Transformer, lỏ 5 viên DE, rồi đục đầu bò này, đục đầu bò băng, IS Phonic kiếm vàng X3, Katala Transformer, đao phán quyết, đao Fury, thương xét, chổi lông gà, lâu lan song kích. Nói chung là cực kỳ nhiều súng luôn, súng tím cũng rất là nhiều. Cung lỏ lục đầu bò đều có, cung thì có cung Bojanda, hơn 500k thôi. Đấy, rất là nhiều súng tím. Cho kéo qua thôi, đọc nhiều cũng mỏi mồm anh em ạ. 5 quả, 4 lít quả lựu đạn Clark, nhân vật thì 2 con Soloco và ngốt nha anh em nhé, hơn 500k. Lỏ 5 viên, cung lỏ lục đồ bò đều có, cận chiến rất là đẹp. Nhẫn thì 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì đẹp nha anh em nhé, level 100, thiên phú thì đẹp. Đấy, 1 ô nữa thì full vòng 3Z Bon Beat, là full được thêm 1 vòng nữa. Vòng Akachan thì còn 2 ô, nói chung là anh em nào thích thì quay không thì thôi anh em ạ. Tại vì chủ yếu là quay ra DE và 3Z để ép đạn lỏ thôi. Rồi tiếp tục đến với cạc tiếp theo. VIP 6 level 100,
ra đây 1.3 hạ gục 29.000 kim, còn 219 kim cương. Arc này thì hai server nha anh em nhé, cực kỳ đẹp, giá dưới 1 triệu. Cũng full 3 vòng và team bi AK Transformer này, M451 Transformer, M451 quái thú vô hình, Jaguar X2, M451 thiên sứ, AL94, vòng 3 Z Bon Beat, Barret Aura, 6 lòng, X4 thôn sơn nha anh em nhé, ép đạn cho team bi. Đấy, team bi 100 viên luôn, mắc bá rồi, A12 Hayfire, DE Bon Beat, DE Thunder X2, trận chiến thì dù VIP Level 2 X2 này, Kuri VIP Inferno. Carry Bon Beat thì có được set 3 Z Bon Beat và cũng có sẻng nha anh em nhé, rất là ngon luôn, đầy đủ đồ chơi luôn, dưới 1 triệu, AK Bá Tước, AK Dâu Sa, AK47 Nobel Dragon, BCA xe Nobel Dragon, trứng vịt này, rồi lục đồ bò băng X2, lục đồ bò gold, kiếm vàng, Kuri Ultimate Gold, Katala Transformer, thương set Loran song kích, AK M4 Vukung, set 3 Z Belly, cung thì có combo Zonda thôi, cung lục đồ bò nhé, hạc này thì không có lỏ, M4 này, các kiểu súng tím thì nhiều, hai server như nhau. Đặc biệt nhân vật thì rất là ngon anh em nhé, Soloco, gốt để đi danh này, full nhân vật 3 vòng quay. Đấy, gốt là rất là khó săn, giá thì mấy trăm thôi. Nhẫn và dây chuyền đều có, nhẫn thì ngắm kẻ địch hiện HP, 3 dòng 5 sao. Thiên phú thì khoảng 90% nha anh em nhé, level 100. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo. Đặc quyền VIP 7 nha anh em nhé, level 100, KD 2.24 và gục 63.000 kim. Nói chung là KD rất là đẹp, kill nhiều, cũng full 3 vòng và team V, giá cũng dưới 1 triệu cho anh em luôn. Nhà này thì ngon hơn là kia một xíu. Đấy, server US, full 2 vòng AK M4, M4 quái thú, M4 thiên sứ, vòng 3Z Bon Beat, 3Z Transformer X2, ZBK X2, 6 lòng và cũng X4 thôn sơn nhé, một khẩu thì mới level 1. Để bạn cho team V, và team V 97 viên, A12 Hayfire, DE Bon Beat X2, King Full nhé, rất là ngon, DE Thunder này, rồi Thiếu VIP cũng X2 luôn, Kuri Beat, Carry Bon Beat, đấy thì anh em có cả sẻng nhé, nói chung là nó cũng gần giống AK kia nhưng mà phải nhiều súng hơn, AK Bá Tước, AK Zusa, 3Z Nobel Dragon, Mauser, X3, rồi X2 lỏ thì 4 viên thôi, lục đầu bò băng, nói chung AK này thì được cái là có lỏ, AK không có này. Rồi lục đồ bò này, IAS Phoenix kiếm vàng, Kuri Ultimate Gold, 5 đấm Titan, Katala Transformer, đau, phán quyết, thương xét, chuyển lông gà, Roi nữ hoàng, dùng súng tím cũng rất là nhiều nha anh em nhé, AK 3Z Wukong này, đọc mỏi cả miệng luôn, combo Zonda X2 luôn, Kuri Belly, đấy, rất là nhiều súng, 3Z Zoya Dragon, Jacking Bull, 3Z Den X2, 5 quả lựu đạn cường lang. Nhân vật thì arc này rất là đẹp luôn, full nhân vật đẹp nha anh em nhé, Velos này, Soloco, Ghost, full nhân vật 3 vòng quay. Nói chung là arc này đầy đủ nhân vật rất là đẹp, giá cũng dưới 1 triệu cho anh em luôn, rất là ngon. Nhẫn, rồi 24 đá thức tỉnh dìu này, 13 đá thức tỉnh thôn sơn, anh em nào thích nên khẩu thôn sơn nữa cũng được. Nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, 2 dòng 5 sao, full Bon Beat. Thiên phú thì level 100, thiên phú đẹp nha anh em nhé. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo nha anh em nhé. Arc 2 server, nhưng mà arc này thì Android ngon hơn. Đấy, level 93, đặc quyền VIP 7, cái đây 1.41 và hạ gục 19.000 kim. Arc này thì hơn 1 triệu xíu thôi, nhưng mà được cái là kim cương còn 9k kim cương cho anh em tiêu. Và cực kỳ ngon luôn, nếu mà anh em chơi server Android thì cực kỳ nhiều súng. AK47 Transformer, AK47 VIP Inferno, AK47 VIP, AK Bon Beat thức tỉnh này, M4 Transformer, nói chung là không thiếu súng thôi. Kim cương còn 9k nhưng nhé, M4 Bon Beat, M4 quái thú, M4 S Jaguari, M451 Android X2, AL94, M14 EB Dark Line này, hoặc là gần 100 VIP rồi anh em ạ. Đấy, AWM Inferno đã gần X5, 3Z Bon Beat, 3Z Out, 3Z Chan X2, MX Level 1-2, ZBK, 6 Long, X4 Thông Sơn, Team B 100 viên, Cô Đường Sắc X3, A12, Level 2, USB Transformer, Lover Gold. Đấy, nói chung là rất là nhiều súng mới luôn, DE Bon Beat, DE Thunder, DE VIP Inferno. Thì có set Bon, set 3Z Bon Beat nhé, set AK Bon Beat và set DE VIP Inferno, cũng được 3 set nha anh em nhé. Alaconda Bon Beat X2 này, rồi Dìu Xanh, Dìu VIP Never 2, Kuri Beat X2, đấy, Kuri VIP Inferno. Đấy, cây này cận chiến cũng VIP này, và nói chung là ít đạt có này, Katala Transformer VIP, rồi Carry Bon Beat X2, nói chung là này cả trăm VIP cơ mà, đọc rất là mỏi mồm anh em ạ. Sẻng X3,
có một cây level 2 hoặc hai cây level 1. AK bà tước, AK Josa X3, AK 47 Nobel Dragon X3, AK 47 Grip này, M4, 3Z Nobel Dragon, Thompson X2, USB bà tước X2, Mauser, Alaconda X2, đấy, xẻng X2 này. Rồi súng mới thì có AK 47 Manman này, M4A1 SSS, M4A1 Manman, M4A1 XM Winner, M240, M249 Hunting, kit súng PV Manman này. Chung là cực kỳ nhiều súng mới, anh em nào thích test thì cứ mua hàng này là rất ok. A12 Booster, Combo Zonda, trứng vịt này. AK47 Double Gold nhé, khẩu này cũng rất là đắt. Đấy, lỏ CP100 Former, lỏ thì 7-8 viên gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ. Rồi, Kung Fury, nục đồ bò băng. BIS Phonix, rồi kiếm vàng, BIS The Legend, trận chiến của súng giải này. Rồi, Katala Transformer các kiểu. Chung là rất là nhiều súng cho anh em luôn. M4 thương xét các kiểu, súng tím thì cũng rất là nhiều nha anh em. Thì tôi sẽ kiểu qua thôi, rất là nhiều súng ở server mới nhé. Black Hammer, khẩu súng nước anh em ạ. 3Z Spring, 5 quả lựu đạn. Nhân vật cũng đầy đủ nha anh em nhé. Soloco, Velos, Ghost. Nhưng mà tôi thích cái con Fox ngày hè này, nó đẹp nên tôi để này. Còn đầy đủ nhân vật VIP luôn. Đấy. Nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, 3 dòng 5 sao, hai thẻ đổi tên nhé anh em, mua về đọc việc đổi tên thôi. Rồi thiên phú thì khoảng 90%. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo, à hai server, card giá rẻ nhé anh em nhé, hơn 100k thôi, đặc quyền VIP 3 level 77, KD 1.48 và hàng gục 12.000 Q. Thì tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ cho anh em xem thôi. Nói chung là cũng có đầy đủ súng để anh em chơi. 3Z Aura, 6 lòng này, Thompson. Rồi BC xe Nobel Dragon, M4A1 SSS, Ska, lục đồ bò băng, IAS Phonix, thương xét, súng tím thì nhiều nhưng em AK này. Quắm rồi M4 QBZ, đua team BY Dragon, M4 Jacking Boom. Nhân vật thì có on road ở vòng AK nha anh em nhé. Đấy. Nhẫn thì có hai nhẫn. Nhưng mà chưa tẩy ra anh em ạ. Thiên phú thì được khoảng 70% thôi. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo. Level 42 à hai server nha anh em nhé. 1.89. 120k để anh em sở hữu một à có nhân vật gold nha anh em nhé. Đấy, chơi hẳn hai con gold cực kỳ chất cho anh em luôn. 120k. M4A1. Quái thú vô hình này, không sơn, bắc để anh em đi AI. Cái rừng xanh VIP, AK thì có AK Zusa thôi. K. Lục đồ bò băng, Katara Transformer Gold, M4. Kulidoya Dragon, 3Z thì có 3Z Spring. Nói chung là vừa đủ chúng anh em chơi. Nhân vật thì hai con gold luôn, rất là chất cho anh em. Thiên phú thì nói chung là mới úp được một ít, có 212 điểm thiên phú chưa úp. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo nha anh em. Một ạc giá rẻ thôi, đặc quyền VIP 3 nhưng mà level rất cao, level 90. Ra đây 1.01, hạ gục 29.000 kill rồi, cả hai server. Giá thì cũng 120k thôi, M14 EB Dark Light này. Rồi Golden Sub, DS Thunder, AK thì có AK Zusa, 3 cây dìu Nobel Dragon, Ska, AK Vũ Công, AK Đổi Su, AWM Glory, Set Budget Bowling, AK Chao, AK Gold. Nói chung là có nhận thẻ cho anh em nhé. AK47 X-Max, ít súng thì không nhiều VIP nhưng mà nhiều súng tím anh em ạ. Đấy, Jacking Bull, búa sắt các kiểu, súng trắng cũng nhiều. Nhân vật thì Aoi Jose, vật phẩm thì cũng có nhẫn anh em nhé. Đấy, nhẫn 3 dòng 4 sao thôi. Thiên phú thì level 90 thì cũng tạm tạm. Đấy, BVB thì gần mắc rồi, mắc gỡ bom nhanh rồi. Và tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi đến với card cuối cùng anh em nhé, level 50. KD thì 5.78 anh em ạ, nhưng không phải hack đâu anh em ạ. Trước là mua được khẩu AK chan ngày ấy, thế là bắn được có mấy trận đó, hơn 2.000 kill. Đấy, bán súng thì không có gì đâu, 20k việt theo nhưng em nào chưa có ạc thì mua. M4A1XS. Đấy rồi, 3Z Raya Dragon. Đấy, 2 cây Kui Raya Dragon. Đấy, có M4 và 3Z thôi. Gadget X-Max, anh em nào bỏ 20k việt theo ra mua về nghịch cũng được. Có AK này, rồi DE nữa. Level 50 nha anh em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em mua ạc thì inbox Zalo tôi nhá. Số điện thoại ở đầu intro clip. Anh em có thể gọi điện.